thì đây là cái dốc để mình đi xuống thị xã Serbambu. Quen muối tiếng Campuchia gọi là gì? Ambal. À? Ủa vậy là cái cầu này đúng không? Tiếng muối là đặc gì? Muối Ambal. Vậy cái cầu này cầu muối đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, hỏi người ta cầu muối, người ta nói người ta không biết. Làm công trình mình hỏi người ta cầu muối đâu, cuối cùng là đây. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Nhật ký trên đi xe. Mình là Nhật. Hiện nay thì mình đang đi từ ngã ba Co Công để đi đến thành phố Co Công. Thì hiện nay mình đang dừng chân tại cái cầu đầu tiên. À, trước khi nói cái cầu đầu tiên thì mình muốn giới thiệu qua một chút xíu. Thì từ ngã ba Co Công mình đi đến thị xã Co Công, mình sẽ đi qua gồm có bốn cái cầu. Mà bốn cái cầu này rất đặc biệt là ngày xưa thì các anh bộ đội, các chú bộ đội chiến binh đã từng chinh phục những cái cầu này. Và ngày xưa những cái cầu này không phải là cái cầu đâu, mà nó chỉ là những con phà thôi. Thì các anh cựu chiến binh có nói với mình là muốn quay lại những kỷ niệm này và muốn xem lại là hình ảnh bây giờ thế nào. Ngã ba Co Công, đi đến thành phố Co Công thì sẽ qua bốn cầu. Thì gồm có là cầu muối. Cầu muối này là một cái địa danh rất là khó tìm. Khó tìm như thế nào thì lát mình kể cho. Thì đầu tiên mình sẽ đi qua là cầu muối. Sau đến cầu thứ hai là cầu An Đông Tức. Và cầu thứ ba rồi là cầu Trung Minh Trân gì đó. Mình tiếng Campuchia mình nói không được. Thì cầu thứ tư là hiện nay là cầu Ta Thai. Cầu Ta Thai thì ngày xưa các anh bộ đội mình đặt là tên là cầu Bá Đá, Bến Đá, Phà Đá. Hiện nay thì tiếng Campuchia người ta đổi rất là nhiều rồi, cho nên bây giờ thì không biết nó kêu như thế nào. Giống như là kiểu như địa danh Việt Nam và địa danh tiếng Campuchia. Thì địa danh Việt Nam các bạn biết rồi, thì do các chú bộ đội mình đặt ra, cho nên khi mà hỏi với người Campuchia thì mình hỏi bằng tiếng Việt và địa danh của Việt Nam thì người ta không ai biết hết. Thì ở đây mình đang đứng cầu đầu tiên, đây là cầu muối. Cầu muối hiện nay đã được đặt tên bằng tiếng Campuchia rồi là cầu Sreambu. Mình thì không giỏi tiếng Campuchia thành ra mình nói nó hơi kỳ. Thì tiếng Campuchia thì các bạn mà các cô chú á mà có coi cái kinh Campuchia, tiếng Campuchia được á thì đừng có trách cái phát âm thông chuẩn này nha, tại vì mình là người Việt Nam rồi. Thì bây giờ mình xíu sơ qua ha. Hiện nay cái cầu này ta bây giờ thì người ta đã xây dựng xi măng rồi, làm rất là bài bản rồi, rất là đẹp rồi. Có lẽ như nó không còn giống ngày xưa là chỉ có phà thôi. Bên đây là cây xăng, đây là đường cái quốc lộ đi về hướng Co Công đó, rất là đẹp nha, đường phẳng lì luôn. Nhưng mà dạo này á, thì trời mưa nhiều quá nó bị xói mòn đấy, tàu rất nhanh. Đây mình sẽ quay cái bảng này để các bạn phân biệt rõ nha. Đây là cái cầu Sreambu đó, được hỗ trợ từ Thái Lan, là xây năm 2008. Đây là mờ hết rồi, nhưng mà đây là cờ Thái và đây là cờ Campuchia. Thì ngày xưa thì các chú bộ đội mình nói là mình đi bằng phà, thì chắc đường này xuống mà chắc nhà người ta xuống sợ ta chửi quá. Rồi mình đi lên cầu nha, mình đi lên cầu mình quay cái toàn cảnh ở trên đây. À, thì cái cầu này hiện nay rất là đẹp rồi. Thì bên kia là mình hướng đi thẳng tiếp, là mình sẽ đi xuyên ngọn núi đó, mình vô Co Công. Thì để đến được thị xã Co Công thì mình sẽ qua ba cái cầu nữa. Và cái cầu kế tiếp mình đi sẽ là cầu An Đông Tức. An Đông Tức tức nghĩa là mình đi thẳng cái cầu này là tới An Đông Tức, rồi sau đến một cái cầu nữa là cầu Trung Thông Sang gì đó, rồi đến cái cầu Tha Thai là cầu Bến Đá. Đây không biết ở đây là cái nước sạch lắm các bạn, nước trong veo luôn nè. Ngày xưa thì các chú bộ đội có nhắn tin cho mình á, thì nói là ngày xưa ở đây á là đi bằng phà chứ không có được cái cầu đâu. Ngày xưa tập kết từ phà rồi đánh qua, rồi người ta đi dọc lòng sông đó. Thì có người nói với mình á, khi mà bạn đi theo cái dòng sông này đi xuôi thì nó sẽ vòng vô những cái dãy núi bên trong. Thì cái dãy núi bên trong đó là mình vòng đi đến cái chỗ gọi là Bến Đá. Thì Bến Đá đó là một cái thác đá, mình không leo lên được nữa, tàu không đi được nữa, thì mình phải đi bằng đường bộ. Thì ngày xưa thì các chú bộ đội thì mình ở đây rất là lâu. Bây giờ cái cầu này quá đẹp rồi. Thì không biết cái vị trí của cái bến phà ngày xưa nó nằm ở chỗ nào. Đi, mình đi bộ hết cái cầu này xem.
cái ở bên kia chắc đường nó phẳng phẳng mà khoảng chắc ngày xưa đó là cái vị trí chắc là vị trí bến phà. Nước ở đây thì trong xanh tuyệt vời luôn. Đẹp quá ha. Đường rất là sạch, cầu cũng rất là chắc. Cái hướng này hồi nãy là mình đi từ trong ngã ba Co Cong, mình đi về, mình đi vào đây là cái hướng đó, hướng trước mặt các bạn đang thấy ha. Cái hướng đó thì mình đi về ngã ba Co Cong, thì quẹo trái mình đi về Năm Bên, quẹo phải mình sẽ đi về Sihanouk, biển Sihanouk. Biển Sihanouk thì rất là nổi tiếng rồi. Không biết tại sao mà ở đây thì các chú bộ đội mình đặt tên là bến muối. Mình ở đây mình cũng chẳng thấy muối nhiều. Hỏi người ta ở đây là bến muối, người ta cũng không biết tiếng Việt bến muối là cái gì. Mình hỏi là tiếng Campuchia thì người ta biết là Srei Ambu. Là cái cầu đầu tiên nha. Đây là cái cầu đầu tiên từ ngã ba Co Cong đi vào. Cái cầu đầu tiên luôn. Bây giờ có lẽ cảnh vật nó thay đổi quá nhiều rồi. Đó, bên đây quá đẹp luôn. Nếu mà có thể ha, mình bỏ chút xíu tiền á, mình thuê chiếc tàu để mình đi ngược cái dòng sông đó, đi từ cái dòng sông đó để mình coi nó như thế nào. Ở đây mình định chạy xe vào, nhưng mà người ta nói hết đường rồi, với lại đường xe bây giờ đứt đỏ, chỉ đi được xe máy thôi. Xe hơi mình chạy vào thì người ta không chứ nói không được đâu. Ở bên đó thì chắc là cái cảng tàu, người ta sửa tàu hay là mấy xà lan bơm đất, bơm cát, chắc vậy rồi. Ở trên đỉnh núi nó có một cái nhà, các bạn thấy không? Hả? Trên đỉnh núi đó có một cái nhà đó, cái nhà màu trắng, người ta xây cái nhà trên đó luôn. Cái cầu này chắc cũng dài nha, cũng phải chừng 300 mét á. Đó, người ta bên đó chắc đang xúc cát kìa. Bên đây thì hướng mình ra biển. Hướng đó là mình sẽ đi ra biển, biển lớn, biển của Vịnh Thái Lan. Xe ở đây thì chạy rất là nhanh. Mày thấy không? Từ đó biến lại tới đây rất là nhanh luôn. Ở đây thì Campuchia thì ít bắn tốc độ lắm. Đa số xe ta cứ phóng tốc lực luôn. Tầm 120 đến 150 luôn á. Nhanh cực kỳ. Mà công an ở đây dễ lắm. Cũng không có phải là quạch quẹ như công an của Việt Nam đâu. Dù dù chút xíu người ta cũng cho đi luôn à. Hoặc là ta xin cà phê kiểu như là 20.000 ria. 20.000 ria thì tầm 100.000. Tầm đấy à. Người ta không có khắt khe như Việt Nam mình là phải làm như vậy để lấy tiền. Nhưng mà cũng có mặt xấu là công an Campuchia tham nhũng cực kỳ nhiều. Tham nhũng kinh khủng luôn á. Ở bên đây không biết cát ở đâu nhiều quá, người ta tập trung cát quá trời luôn. Ở trên đó là cái thị xã, chắc là thị xã Srei Ambu. Sẽ chạy vô cái thị xã đó để mình coi cái thị xã đó như thế nào nha. Mình đi thử đi. Thì thị xã Srei Ambu có lẽ ngày xưa tên thật của nó là do các anh bộ đội đặt ra là Phung Bến Muối. Nên bây giờ thì tên tiếng Việt và tên tiếng Campuchia thì thực sự mình cái cầu này rất là khó tìm. Tại vì nó có nhiều cầu nhỏ. Mình hỏi là cầu Bến Muối đâu người ta không ai biết. Người ta nói chỉ có thể rồi cái anh gì, anh Toàn hay anh Luân gì đấy thì nhắn tin cho mình. Đó là cầu Bến Muối là cầu này, không có cầu nhỏ nào đâu. Chỉ 4 cây cầu thì đi tìm từ 1 đến 4 là sẽ ra hết cái cầu này.
Rồi bây giờ ha, mình sẽ đi vô cái thị trấn Sreamu để mình coi coi ở trong đó có cái gì nha. Rồi vậy bây giờ mình đã tham quan được xong cái cầu rồi, thì mình không biết là các chú các anh có kỷ niệm gì với cái cầu này nhiều hay không. Thì đây cũng là cái cầu đầu tiên trong cái dịp hành trình của mình đi từ Nam Bên về Cô Công. Ở đây thì mình có bay một, mình có để một số cái clip livecam á, các anh các chú á, mình có thể nhìn trên cao rồi đó. Thì mình nhìn cái cầu, mình nhìn chút xíu hoàn cảnh ha, để mình có thể là thấy được là cái cảnh đẹp hoặc là gợi ý, gợi nhớ lại cái cảnh ngày xưa. Đấy. Thì nước ở đây là mình thấy rất là trong. Đấy. Các anh có thấy không? Nó rất là trong. Trong veo à. Sạch lắm. Có lẽ là chảy từ trong núi ra, thành ra nó còn có sự trong. Ok, và bây giờ mình đi vào thị xã Sreamu. Hồi nãy mình có chỉ á, đã đi bên kia thì mình để xem qua thị xã nó có cái gì, nó có cái gì đặc biệt hay không. Và nó cũng có tên là thị xã bánh muối của các chú bộ đội mình đặt tên. Mình đi nha. Rồi các bác, thì trong lúc mình đi vào thị xã Sreamu thì mình thấy người ta đang bắt cá ở con đập này nè. Vui quá, mình cũng quay lại. Thì Campuchia hiện nay là một đất nước yên bình rồi. Các bạn thấy mọi người rất là thoải mái. Người ta đang kéo lưới. Đó có cá kìa. Các bạn thấy không? Cá nhỏ nhỏ. Xin sao đây bọn? Camera tích tích á. Thầy chỉnh. Bò bò bò. Đi xong đi. Đi xong đi camera. Xong đi thầy camera. Xong thầy đi á. Tốt tốt. Đó, ok. Đây các bạn thấy à, mọi người ha. Đây là con cá người ta bắt nãy giờ. Chờ nó mua ha. Cái này ha, Campuchia thì bây giờ mọi người bây giờ là yên bình hết rồi. Chơi luôn. Mấy người ta đang gỡ cá ra kìa. Anh, liền ta khó khốn này, bỏ luôn. Liền mà quá trời luôn. Có bia nữa. Các bạn đã ăn bia Campuchia. Mày mày vô dè bà này cái phát. Liền mua đây anh. Liền phát trời mày. Mày đi đi đi. Nói cho. Nói rồi, nói rồi. Oh no, no. Lao quá đó. Quay bà cái. Lăng đi luôn. Tôi biết anh này có kéo cá được không ạ? Không nhìn nhai đi, Phú ơi. Dạ. Ôi, dây nước từ, các bạn thấy không? Nước từ bên trong đó, nó chạy ra ngoài đây. Trời, cái này là cái cống đập, nhưng cái cống đập á. Vậy cá ở đây nó tập trung như sao á? Mà trước bị con đây. Đó. Để mình đi ra kia thôi. Bên này người ta cũng bắt nè. Bên đây giống một cái cửa sông. Đó. Bên đây là cái cửa sông. Rồi, thôi bây giờ mình tiếp tục lộ trình. Thì thị xã Sreamu thì cách mình khoảng chừng 5 cây số nữa. Bây giờ mình vào xe để mình tiếp tục cái hành trình đi vào thị xã đó cho các bạn coi nha. Thì đây là cái dốc để mình đi xuống thị xã Sreamu. Quen, muối tiếng Campuchia gọi là gì? Hả? Ambal. Ambal à? Ủa vậy là cái cầu này đúng không? Cầu Ambal. Tiếng muối là đặc gì? Muối Ambal. Vậy cái cầu này cầu muối đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, hỏi người ta cầu muối, người ta nói tao không biết. Làm công trình mình hỏi người ta cầu muối đâu, cuối cùng là đây. Trời ơi, bó tay thiệt á. Mấy này kiếm quá trời kiếm luôn, cuối cùng nó nằm ở đây. Vậy là cầu muối là cái cầu hồi nãy mình quay phim các bạn coi ở trong clip mới như nãy á. Là đó chính xác là cầu muối luôn nha. Trời ơi, kiếm tiếng Campuchia, tiếng Việt cái cầu muối hỏi người ta cầu muối là người ta hỏi hả hả. Giờ biết là rồi, Sreamu, cầu muối. Con vợ người Campuchia đỡ ghê các bạn ơi. Con vợ người Campuchia khỏe quá. Dịch hết cho em nghe rồi. Cái thị trấn này có vẻ hơi nhỏ nhưng mà mình để ý, các bạn để ý đây. Ở trong đây đa số người ta làm cái nhà yến nhiều lắm, cái nhà tổ yến này các bạn thấy không? Đó đó đó,
trước mặt mình á, cái nhà ở trên đó người ta chứa chim yến. Rồi ở đây hình như giống đồi sau nhà, các bạn thấy hai bên ha, người ta nhân cái kiểu nhà cao hơn. Rồi cái giống như là nhà nó ở trên núi, giống như gọi là sao ta, Đà Lạt hay Bảo Lộc của mình vậy đó các bạn. Hồi nãy đúng rồi, hồi nãy cái đường kia là đường đúng, mình đi lộn cái đường bờ sông. Cái đường kia lên núi là nó vô cái chợ luôn. Còn bây giờ mình đi nhánh mé sông rồi. Không biết các bạn có kỷ niệm gì ở đường này không? Mấy chú bộ đội thì có nhắn tin thì kêu mình đi quay quang cảnh cầu muối. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm đường nhựa với hoàn cảnh nhà xi măng bê tông. Không biết mấy chú bộ đội còn nhớ không? Em đi vào đây em còn thấy nó lạ đấy mà. Bây giờ em đang nhìn bản đồ. Các bác có thấy bản đồ không? Thì Srei Ambu thì nó gần ở đây. Thì mình sẽ đi đến cái chợ đó. Thì em muốn quay cho các bác thấy cái cảnh của mình. Đó, các bạn thấy nhà chim yến á. Đó, ở trên đó là cái nhà của chim yến. Rồi bây giờ ha, mình sẽ đi đến đi đến cái chỗ đó. Nó nằm ở đâu ta? Bây giờ cái đường này, bây giờ em ra xem bản đồ. Và chịu khó chút xíu nha, tại vì cái đường này là lần đầu em đi nên cũng không có thông thuộc lắm. Ở đây bản đồ đã bảo là mình rẽ trái, mình sẽ đến được cái chợ Srei Ambu. Chợ Srei Ambu là chợ muối, đúng rồi. Sa Srei Ambu là tiếng Campuchia, tiếng Việt là chợ muối. Rồi, ở đây là có một cái danh trại quân đội. Danh trại quân đội của Campuchia. Đó. Danh trại quân đội của Campuchia. Campuchia. Còn đúng không? Còn bé con mình, bé con mà các bạn hay coi clip á, bây giờ nó lớn rồi, nó hỏi quá giờ nó hỏi Campuchia. Mình có tới hai con bé con là. Ủa xa tàu nào? Hãy hỏi anh ta coi. Anh ơi, xa tàu nào? Xa nào? Người ta nói đi thẳng quẹo trái khoảng chừng mà 500 mét là tới. Bây giờ mình đi thẳng ha, rồi mình sẽ kiếm cái đoạn quẹo trái, để mình đi ra chợ. Tính 500 mét hả? Ok, 500 mét. Đi thẳng, train là trái. Ok. Ây da. Thì bây giờ Campuchia các bạn thấy thì đường nhựa ngon lành rồi. Nhà cửa thì cũng khá hơn ngày xưa nhiều lắm. Nói chung là cái nếu mà Campuchia mà trong khoảng 2-3 năm á là mình đi lại là mình thấy người ta đã thay đổi rất là nhiều rồi. Kiểu như là nó ngày xưa thì nó nghèo, bây giờ nó giàu lên á thì nó thay đổi liền. Rồi giống như những nước phát triển á thì nó đã thay đổi rồi. Thì nó đâu còn thay đổi nữa đâu. Đấy. Đây nè, người ta nói là ngang cái bụng bên này, quẹo trái đi khoảng 500 mét nữa. Bụng bên này cái cô này cũng có tầm gì? Cầm cá, con cá như nãy chuối đúng không? Con cá cầm nãy chuối. Chuối. Con cua à, cầm à, con cá với con cua. Tức nghĩa khu này nổi tiếng về cua đúng không? Cua cá. Mình vô chợ mình coi có con cua mình mua ha. Mà kiếm cái nào rẻ rẻ. Ở Campuchia thì thủy hải sản nha các bạn, rẻ hơn Việt Nam gấp đôi giá nha. Mà đồ khác thì nó mắc hơn, nhưng mà về thủy hải sản, cua, ghẹ, cá nó sẽ rẻ hơn Việt Nam nửa giá. Nó không biết sao nữa, do cái hệ thống phân phối hay sao á, nhưng mà mình nó rẻ hơn nửa giá, thành ra khi mình đến Campuchia là mình ăn hải sản là phủ phê luôn á, mà rẻ lắm. Nhưng mà mình ăn những cái món mà của nước ngoài thì nó mắc dê kêu luôn. Đến ăn hải sản ok, vô chợ đi lát hồi đi anh chạy vô chợ ha, kiếm coi nè ở đâu con cua cá, anh hỏi nhiều tiền. Ừ em đợi ngoài xe con ha, nó đi mình cũng được mà. Chỗ này hả? Thôi bây giờ không sao. Kể nè, đây là cái chợ nè. Thấy không?
Rồi bây giờ anh sẽ kiếm cái chỗ đậu xe vô chùa. Tàu quát đậu xe. Ủa sao xe đây xe dào dào không người ta? Bộ trời này dào lắm sao? Land Cruiser rồi Range Rover tùm lum nghe. Lết sệt nữa. Sao chở đi? Ủa chắc chở đây dành cho người giàu em ơi. Các bạn đi thì mắt mình trái. Mình nó nuốt. Mình nói giỡn nha, chứ giá xe Land Rover ở đây nó tầm khoảng chừng 30 ngàn, 40 ngàn của mình. Tức nghĩa tầm một chiếc Vios ở Việt Nam. Hoặc là Camry, mình nói Camry thì có thể là nó hơi chênh lệch Vios thôi. Và dĩ nhiên đây là xe đời cũ. Nhưng mà với tầm tiền đó thì Việt Nam không thể nào sở hữu Land Rover được. Rồi cái này là quát rồi. Thì mình mới đậu xe xong. Bây giờ mình sẽ bước vào chợ để mình xem ở chợ này nó có cái gì. Thì đây là cái cổng chợ này cũ lâu lắm rồi nha. Không biết từ đời nào nhưng mà có lẽ nó cũ lâu lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào một lòng chợ để mình xem coi họ có bán cái gì trong đây hay không. Đây là lòng chợ. Ở trong đây tao thui à. Rồi bây giờ thì mình để chương trình cái vị trí micro đã. Micro ở đây mình không nói nghe được cái gì hết. Rồi ok, bây giờ có lẽ nghe rõ hơn một chút xíu. Ở đây là lòng chợ mà sao những cái hiệu bên đây nè các bạn nó còn vắng. Chắc là cái người thuê không có hoặc là người ta chưa có thuê nhiều. Ở đây là con cua. Làm lục mạng đi. Mình vẫn đang bay à? Dạ. Mình đang bay là khoảng chừng 80 ngàn. Ok, mình đi vòng qua đó không quay lại. 80 ngàn tiền Việt. Không mắc nha. Nhưng mà để con coi cua nó chắc hay không thì mình phải kiểm tra lại một lần nữa. Mình đang bay là gần 20 ngàn. Gần 20 ngàn tức nghĩa gần 100 ngàn. Gần 100 ngàn tiền Việt à, khoảng 80-90. Cho một ký cua thì giá cũng không mắc. Và đặc biệt các bạn thấy nha, cua ở Campuchia người ta không có cột cái dây giống như cua Việt Nam đâu. Nên không có nặng. Ok. Đâu, mình ra ngoài đây coi có cua hay không. Chuối quá trời chuối luôn kìa. Đây là hết lòng chợ rồi. Đây là trời chiều rồi. Ở đây thì nước quá trời nước luôn. Ở đây là giống như ở đây là trên cái gò cao rồi bắt đầu ở đây xuống cái gò thấp các bạn. Mình đang đi xuống dốc. Hiện nay thì tình hình dịch Covid nhiều cho nên người ta cũng hạn chế ra ngoài, rồi ai cũng mang khẩu trang hết. Dịch Covid năm nay tan nát hết. Ở ngoài đây thì bán rau à. Mình xem rau thôi. Mình xem rau như thế nào. Rau. Miền Nam đó đi. Dạ. Nam. Miền là nắng vô. Ờ. Từ cây. Từ cây à? Ông cơn mua. Người ta nói là muốn mua cua thì đi về phía trước bên đây. Để mình coi coi phía trước đây có ai bán đam bán cua không. Ở đây nè.
In đam à? Đam cài ớt. Bốn mền. Ừ, cài lại chờ này. Đam này pi. Thoát. Ông mơ mua. Tao cài lại lỗ nhưng mà hai mà. Nó phải tập tập đi bạn. Tao cài lỗ. À, đam này đam đam gặp. Mình nuôi nè tám. Tám là tham nuôi hôm nay chưa được. Đam sải á? Đam thơm. Thơm. Dạ. Sải ốc ban à? Đam ốc ban. Miền Nam á, Miền Nam. Ở đây, ở đây. Rồi. Ok, ở đây. Chăm chăm chăm. Rồi. Bốn mơn à? Bốn mơn. Chúng ôm ôm tiếp. Rồi. Chăm chăm chăm, nhưng mà như su bọc bon luôn. Trái ớt ói chai, cái bị con ấy. Chăm tiếp, nhưng su bọc bon nhầm. Dạ, dạ. Con đam này thì người ta bán là bốn mơn. Bốn mơn nhưng mà thấy nó cũng không ngon lắm, nó nhẹ tại vì mình cầm con đam lên á. À, con cua ở đây là con cua tự nhiên các bạn, con cua tự nhiên người ta không có nuôi. Thì sau khi là mình vô chợ thì mình kiếm cua thì nói thật là cua chẳng ngon, tại vì cua ở đây thì người ta là cua thiên nhiên, thì người ta đặt rộp đặt bẫy á thì người ta cứ bắt được cái gì người ta bắt, rồi người ta cũng không cần lo cua chắc này nọ, mà có lẽ là cua chắc thì người ta lựa riêng, người ta bán rất là mắc, nên mình cái đó kiểu như mình lựa là loại 2, loại 3 vậy đó, nên cũng chẳng thấy ngon. Thì giá thì giá thật sự rẻ, tại vì một cái cua vậy á là nó bán chỉ có bao nhiêu, 18 ngàn chưa tới 100 ngàn, mà không có cục dây luôn, thì so với lại giá cua đó là rẻ rồi, nhưng mà mình thấy cũng không có nên mua, tại vì không ngon á, mình ăn cái gì mình nên đáng một cái thì nó tốt hơn. Thì bây giờ sau khi quyết định, mình sẽ chạy ra cái bờ biển gần đây. Thì bãi biển này bãi biển hoang. Thì ngày xưa thì có lẽ bộ đội Việt Nam mình tập trung ở đây nhiều, nhưng bây giờ thì khu này thì vắng tanh à. Hồi người ta nói cũng ít ai tới đó, nên mình đi chơi. Với lại mùa Covid thì mình cũng không muốn nhiều người quá, nguy hiểm. Các bạn thấy không, đường Campuchia bây giờ là tan nát rồi, tại vì do cân nặng, do tải trọng. Ở đây thì đường người ta làm đẹp lắm, mà xe thì cứ quá tải, mà công an kiểm tra quá tải có cũng như không à, kiểu như là người ta làm vì tiền á, chung chi tiền người ta cho đi, chung chi tiền người ta cho đi, cho nên từ từ cái đường xá các bạn thấy đó, nó hư tan nát luôn á, nản lắm. Đó, các bạn thấy không, đường xá nó hư không còn gì để nói luôn. Nãy giờ chạy xe rầm 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 mấy cái xót xe luôn, ý là mình chạy chậm á, mà cái ổ gà nó lớn quá mình né không nổi luôn. Đó các bạn thấy không, cái này là đỡ nha. Trời ơi, không biết sao nó hư quá, hư quá. Ở đây thì cũng có nhà nghỉ nè, khách sạn, nhà nghỉ đầy nhóc luôn, không thiếu chỗ nghỉ, chỉ thiếu tiền thôi. Rồi ở đây thì mình ra tới cái ngã ba. Cái ngã ba này là cái đoạn hồi nãy là mình vào thì mình không quay phim. Thì từ cái ngã ba đó chia hai ba đường, một đường là đi về Nam Bang, một đường á là đi hướng về cái cầu Sere Âm Bương, là cái cầu muối hồi nãy của mình á. Thì cái cầu đó thì có hướng đi vào chợ, bây giờ thì hướng này mình đi ra. Thì bây giờ mình ra thì mình sẽ đi qua bên phải để mình đi ra hướng bờ biển, để mình đi ngắm biển, nghỉ mệt một chút xíu để lát hồi mình nghỉ một đêm. Hành trình thứ hai của mình sẽ đi đến cái cầu thứ hai là cái cầu Trung Tân Thân gì đó, An Đông Tức. An Đông Tức, tại vì tiếng cầu chìa khó nói quá các bạn ơi, nói tiếng Việt nhìn dễ nghe hơn. Thì cái hành trình thứ hai của mình sẽ đi qua đường đó. Bây giờ thì ở đây thì nó báo rẻ, bao rẻ để đi bờ biển này. Đó, cứ đi đó. Bờ biển này thì quang rồi, người ta chưa làm nên chưa đầu tư lịch thì hơi khó đi. Nhưng mà mình thì cũng muốn quay một số cảnh để có ai mà đã từng đi đến đây rồi, hoặc mình đã từng có một thời gian sống ở đây, thì mình xem lại những cái cảnh này. Rồi. Em để camera ngoài đây nè. Đó, cầm ngoài đó, canh cái camera chuẩn chuẩn nha. Mình quay lại cái cảnh này. Thì bây giờ cái đường xấu á, mình tập trung mình lấy xe. Thì vợ mình sẽ là người giữ luôn cái camera. Đó. Giờ mình sẽ là người giữ luôn camera để mình có thể tập trung lấy xe. Đường bây giờ xấu quá tại vì mưa, rồi xe quá tải nên lại chạy.
qua hết đoạn này rồi là xong rồi. Thôi cố lên. Ở Campuchia thì những đoạn những đường thế này á là gọi là bình thường nha các bạn. Nên mình cũng mốt mình qua Campuchia mình đi thì mình cũng đừng có thấy lạ lẫm về cái đường như vậy. Vì ở đây có muốn cũng có đường khác nữa, cho nên phải chấp nhận cái đường đó. Và đường này là bình thường nha, nó chưa đủ mức độ nào đâu. Có một lần mình bị kẹt á, đường gần 100 cây số mà như vậy nè, mà bự hơn nữa, ủ vô kinh luôn á. Nên thôi giờ muốn chắc ăn thì mình kiếm ai đi ngược chiều mình hỏi ê đi được không. Hết rồi không, đi đoạn này là xong rồi á, thấy không? Tại vì mùa mưa nè, rồi quá tải nè, nó giấu bánh xe giấu quá tải không á, thấy không? Ứng là lúng xuống. Có cái nhà bên kia đẹp quá nè ha, cái nhà bên trái á. Ha, xây rồi xong trong xanh mát mẻ đúng không? Muốn mình già mua nhà ở đây. Nè nè thấy không? Mát ha. Sạch sẽ ha. Rồi ok, rồi bây giờ đường tốt rồi. Ồ có cái nhà này đẹp đó nè, mình muốn quay các bạn coi cái nhà này. Các bạn thấy không? Đó. Thích ha. Đó. Đó cái nhà đó đó. Đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi ok. Rồi, vậy là mình đi tới đây là bây giờ là được chưa được nửa đường. Các bạn thấy không? Đi từ qua đây, qua tới bờ biển này là mình đưa tới đây là chưa được nửa đường mà bây giờ đường nó như vậy không biết sao đi được. Ôi, bây giờ mình đi ra thôi chứ sao bây giờ. Trời ơi chán ghê luôn. Chắc chạy vô đây quay đầu xe lại. Rồi, thôi bây giờ mình dừng video ở đây nha. Bây giờ thì đường đi không được nữa rồi. Tại vì người ta làm đường rồi một phần nữa đường nó hư quá trời hư rồi. Bây giờ mình phải quay ra. Tiếc quá trời luôn. Thì đi lần sau mình sẽ đi xe máy thì mình sẽ đi ra được cái bờ biển này. Người ta nói bờ biển rất là đẹp, nó còn hoang sơ lắm tại vì chưa có ai khai thác du lịch. Mà đường này thì khi nào ta khai thác du lịch mới có đường. Đó. Thì ok, thôi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Kỳ sau mình sẽ quay về cầu An Đồng Tức và thị trấn An Đồng Tức. Bye bye.